Với sự sáng tạo, mỗi chúng ta đều là một con quái vật. Sáng tạo nó không làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng vì nó không bao giờ phụ mình. Một trong những cái vấn đề của sáng tạo đó là thất bại. Chúng ta phải luôn luôn biết chúng ta đang làm gì, chúng ta đang làm cái gì mới là quan trọng. Nhưng cái tố chất đầu tiên của người sáng tạo đó là sống tự nhiên. Cái sự sáng tạo đó nó không dừng lại. Chúng ta chưa có tự tin về cái sự sáng tạo, không dám thể hiện hoặc họ không muốn thể hiện. Đó là mọi người sợ thất bại quá. Giả chừng là họ đã quá chán thể hiện mình.